ngày qua anh đã quên mùa thu luôn cũng được. Một thu sẽ cất dấu trở thành.
một người bước đi lệ tình ướt mi. Mai trời vào đông, tình đã chết trong lòng, niềm cô đơn chưa đến, anh đã quên mùa thu. Chị hát cái bài nào mà kỷ niệm của Uptie đó, từ nãy giờ cũng của Uptie ai thích. Vì anh Huy á, anh hỏi hai anh biết trong Uptie ai thấp không? Mình thì cứ anh thật thà, em anh nhà nó Uptie là ai thấp. Anh chuyên môn mới lái Đài Lạt Mất Mùa Xuân chứ phải Auto Nu hả? Bài đó lâu quá không hát. Bây giờ yêu cầu đến sáng phải không? Biết hả? Yeah, mom, I see, I want to turn on this as well. Còn mà bài đó này phải ban nhạc thì bài nó dễ như cơm sườn. Bây giờ muốn ăn thô nu hay là yeah, mom, I see. Trời ơi, và ê là nhiều. Trời ơi, may là sức có tôi có đây chứ không thôi là chỉ có chết bị thương nha. Anh ơi làm lại đi, mình bị suy. Nhưng mà bây giờ nó có chỗ đó lấy gì lệ á, sắp chưa nói. À rồi. Ok. Rồi giờ xếp. Ở để ngay đây đi. Ở nhá. Bây giờ là quý vị chỉ có giúp tôi trong cái làm từ giúp tôi đi. Giúp một chồng. Bài này vừa tiếng Pháp vừa tiếng Việt nó hơi dài lắm nha. Bây giờ bắt đầu. Trong phút giây mắt trao nhau, tìm đến bên nhau phút ban đầu, như thoáng qua khi mình yêu. Oh,
của em gái Kinh Hà là Lan Anh. Rồi bây giờ ban nhạc cứ việc đọc báo không sao hết. Bây giờ quý vị xong rồi nhá. Bây giờ nó có giờ thời gian là thế nào, là bây giờ ông bầu ơi, ông chủ đêm màu hồng. Nói cho bây giờ một bàn nữa là mình đã đại hoa final là lạc mất mùa xuân rồi cho nhé. Rồi lạc mất mùa xuân đi. Hình như Ray Miner là chờ chút xíu nha. Không có hát tiếng Việt nhiều bài này. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales, sur le sable mouvant. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Chót nữa thôi rồi, có hát nữa là bài cái gì chị mới yêu cầu nãy đó.
không, cái bài gì mới đây kìa, cái bài à đó, Yom Kippur Chassé đó hả? Cái lời nó lại mất tiêu là chỉ có chết bị thương nhé. Ok, sorry. Quýnh lên. Phía sau đi. Rồi bây giờ thôi, bây giờ ca bài Daniel Holmes cùng Marie. Rồi một bài chót thôi nha, để còn nhiều người hát lắm đấy. Tôi là đây đến thì giờ của các quý vị rồi. I thought that now would just work. They sing about the songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong and love is real. I see love you all.
Rất nhiều và có một người anh trai mà rất